cùng với 14 chốt kiểm dịch cửa ô ra vào thành phố Đà Nẵng. Chốt kiểm dịch COVID-19 tại bến xe trung tâm Đà Nẵng đã tích cực hoạt động, tổ chức khai báo y tế người và phương tiện ra vào bến, đặc biệt từ khi Đà Nẵng có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng có liên quan đến tài xế xe tải chở hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thì chốt chặn này siết chặt hơn nữa công tác vận tải hành khách, vận tải hàng hóa. Bến xe trung tâm Đà Nẵng cả tháng nay vắng khách, xe khách tuyến cố định tạm ngưng hoạt động. Nhưng xe tải chở hàng hóa từ các tỉnh thành trong cả nước vẫn vào bến để bốc dỡ và trung chuyển hàng hóa. Theo Ban Quản lý Bến xe Trung tâm, hàng ngày có từ 500 đến 700 đầu xe tải lớn, nhỏ ra vào bến. Trong số đó có rất nhiều xe ngoại tỉnh trả hàng tại bến xe Đà Nẵng. Đối với xe vận tải liên tỉnh này, mặc dù đã qua nhiều chốt trạm kiểm dịch để khai báo y tế, nhưng khi vào bến xe trung tâm vẫn phải chấp hành quy trình kiểm soát dịch COVID-19. Trung bình một ngày của lực lượng tại chốt C12 này thì lượng xe là khoảng hơn 500 chiếc. Thì đa số là xe khách và xe tải. Thì lượng xe tải khoảng chiếm được 2/3 là lưu thông vào cái khu vực bến xe trung tâm này. Còn các lái xe thì đều có được tuyên truyền và đã xác nhận được cái khai báo y tế theo qua mạng và qua Zalo. Cho nên là việc triển khai cũng thuận lợi. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù Đà Nẵng đã triển khai báo cáo y tế điện tử và đọc mã QR tự động, nhưng nhiều tài xế khi vào bến vẫn chưa quen với việc này, nên vào giờ cao điểm vẫn còn ùn ứ tại các chốt kiểm soát. Đặc biệt, nhiều lái xe phụ xe tại đường dài khi vào bến nhiệt độ trong cơ thể rất cao. Cán bộ y tế phải cho nghỉ ngơi rồi kẹp nhiệt kế lại, khi đủ điều kiện mới cho làm thủ tục khai báo y tế. Đối với các trường hợp thân nhiệt vẫn cao so với quy định, thì tạm thời cách ly để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau khi kiểm tra thì có một số lái xe thì trên đoạn đường di chuyển thì cũng có thời tiết nắng, cho nên là một số lái xe thì có nhiệt độ, khi mà vào kiểm tra dịch thì có nhiệt độ cao. Lực lượng y tế cũng đã mời ra riêng và cho nghỉ ngơi. Thì sau khi tiến hành đo kiểm tra lại, nếu nhiệt độ bình thường thì chúng tôi sẽ cho tiếp tục khai báo y tế và cho đi. Với tinh thần không chủ quan, bỏ sót người và phương tiện khi ra vào bến, chốt kiểm dịch tại bến xe trung tâm Đà Nẵng đang tăng cường siết chặt các khâu kiểm soát dịch bệnh, nhằm góp phần cùng thành phố ngăn chặn sớm đẩy lùi COVID-19.